mình đi lên đầu con số nha đảng. Đã quá chừng đã luôn, y như trong phim vậy đó. Đây là lần đầu tiên mình đi vô rừng sâu rừng xa, ăn bờ ngủ bụi. Đẹp không con? Đẹp không? Con suối này bự quá ha. Cái này là suối hay sông? Suối. Suối hả? Ừ. Hồi xưa đó nhỏ thôi, suối nhỏ nhỏ thôi, bây giờ thì nó mưa nhiều quá nó chảy mặn ha. Chảy mặn. Mình ngồi dưới cái gốc cây, nguyên cái bóng cây luôn nè. Ở trước mặt là dòng suối bự. Đẹp lắm, mát lắm. Nói không? Mấy anh kia đang cầm lưới đi dài lên kìa. Thiệt là xa luôn. Mình thì mình không có nhiệm vụ bắt cá mà mình nhiệm vụ khiêng vác đồ. Chỗ này sâu không? Mùa mưa chắc này nước mạnh lắm hả cô? Mùa mưa chắc chảy dữ lắm á. Mưa chắc tới kia cả. Tới gốc cây tảnh luôn ha. Ừ, hả? Này là suối đã cạn rồi á. Còn mùa mưa là cô nói là tới mí đá lên đây luôn á. Học đầu mình luôn. Tính ra là mình nhẹ đó. Ôi trời, mấy cái bao của mấy ông này nặng lắm. Vậy hả? Ừ. Mình tưởng mình nặng nhưng mà thật ra mấy cái này nặng hơn nè. Vậy hả? Ừ. Nặng quá trời luôn. Không biết mấy ảnh đem gì tự giữ rồi ta. Thế đem đồ ăn á. Gạo hay lương thực hả? Chắc đem gạo đem đá vậy. Em hỏi anh á. Giờ nổi không? À bình thường thôi. Nhưng mà bình thường với mấy người mà đã quen đi. Chứ còn mấy người mà không quen đi thì ở nhà nó khỏe hơn á. Đi cực lắm. Đấy hả? Nhưng mà ở đây là dễ đi nè, mình đi ven bờ suối. Ừ. Chứ còn mà anh đi Lý Lan là anh phải ban luôn mấy cái đó đó. Mấy cái lâu sậy đó thì mình mất sức nhiều hơn. Vậy hả? Ừ. Còn này mình chui đi vô đó luôn hả? Chui chứ. Đi Lý Lan đâu có đường đâu. Vậy hả? Là mình phải mở đường. Vậy hả? Ừ. Ừ, giống như đi lấy lá bếp vậy cô. Đó, nó cũng vậy đó. Ừ. Nhưng mà cái nó lá bếp là có cổ hai, còn cái lấy hàng thì mình này sang nước kia, đi nước kia, sang nước nọ. Mà chưa kể là trong những cái lùm này á, là người ta còn đào lỗ để bẫy thú nữa. Ghê á. À, mình đi mà mình thấy hụt chân á thì mình dừng lại. Chứ không là rớt xuống hố là ăn trong ăn đồ cũng mệt. Vậy hả? Ghê vậy? Ừ. Cho nên là đó hồi xưa người ta đào lỗ, người ta bẫy thú á, rồi lâu ngày cái cỏ nó mọc lên, nó che lại, đâu ai thấy đâu. Vậy hả? Ừ. Để đi là phải để ý. Vậy hả? Ghê vậy? Mấy anh đi lên tới à? Anh Hà á, sáng anh đem theo cái củ này. Anh kêu là nhai, ăn rồi nuốt luôn cái sao. Mình đi sẽ được dai. Mà sao kỳ vậy anh Hà? Ừ. Sao kỳ vậy? Thì ngày xưa người quản anh đi rừng á là cái củ này. Ủa vậy hả? Anh là người Quảng Nam đúng không? À, Quảng Nam. Quảng Nam mà sao ăn củ này? Thì củ này là ở Quảng Nam nhiều. Ủa vậy hả? Ừ. Đây là bí quyết đi rừng của người Quảng Nam hả? Không, ý là tùy mỗi vùng mỗi người thôi. À. Nhưng mà ăn cái củ này thì nhai luôn cái sơ, mình nuốt cái sơ thì mình đi nó khó đói, với lại mình đi được nhanh hơn. Vậy hả? Ngon hả? Chứ còn nếu mà nhả cái sơ ra thì mình đi nhanh đói lắm. Vậy hả? Ừ. Củ này là cái củ mà bữa hổm mình qua nhà của ông bà, nhà ba mẹ của cô Hồng á, đào cho mình rồi. Mỗi ngày hồi sáng ông Hà đem tới. Kênh hả? Ăn cá. Đây nè. Cô bắt luôn hả cô? Hay vậy? Từ nhá, đứng đó nhá. Ra đi. Ừ. Cô đứng trên bờ cô cũng bắt được không? Mình thấy là
anh đi sau á, anh vợt được nhóc cá luôn á. Kiểu này là kiểu đi gần hả anh nào? À. Chuyển đồ lên đi, chuyển đồ lên đi. Anh chuyển đồ. Bắt vô nha, em nói cái này nha. Vịt con, ở trong làng mình có bắt cá kiểu này không cô? Có luôn hả? Ôi cá bự. Nãy giờ mấy anh đi sao mà bắt được nhiều đó cá kìa. Đeo lòng hồng luôn. Cá nhiều quá. Em đừng đứng bên đó để đeo nó ấy. Hay quá hả? Mấy anh dí thì mình phải đi. Được không? Cái này đẹp quá anh cô. Đẹp quá. Mình đi tới cái khúc đầu tên này nè. Nó đẹp dễ sao đẹp luôn. Suối thì nó cạn chứ không có sâu. Mà được nó rất là đẹp. Cho mấy bạn nhìn nè. Đó. Đẹp lắm luôn á. Anh Hà đi tước múc ở đằng kia kìa. Anh dắt đò anh để đằng trước rồi. Mình với cô với anh Hà cứ nhiệm vụ là dắt đò đi ngược tới lên. Còn mấy anh kia thì có nhiệm vụ là bắt cá cũng đi ngược tới lên luôn. Ôi đẹp quá cô ơi. Chừng cá sấu á, tao bụi gậm nó bay ra. Phút này đẹp quá hả? Hả? Mình đi quậy đục hết. Quậy đục thì cần tốt chứ đâu xa đâu. Không thấy hả? Dám nó chạy xuống tới dưới là nó lóc lại rồi. Ở đây đá không à. Mình coi ở trong phim Thế Giới Động Vật á, mình thấy những mấy cái khu rừng ở nước ngoài á, kiểu giống vậy là hay có cá sấu. Mình nghĩ mình cũng ớn cũng sợ. Nha. Cái đâu? Trời ơi, đây toàn là đá không à. Đẹp quá anh hả? Đẹp quá vậy, anh có đi ngang đây lần nào chưa? Anh có đi ngang qua đây lần nào chưa
đi lần rồi. Đi lần rồi hả? Ừ. Bữa đó đó hả? Bữa trước anh đi thăm dò một bữa rồi. Dạ hả? Đi mấy tiếng hồi mới về? Đi cũng 2 ngày chứ làm gì có đi. Dữ hả? Ừ. Bữa trước anh đi sao về chứ? Dữ hả? Mình đi là mời thân mấy người kia. Mấy người kia người ta bắt cá, người ta cũng mệt vậy, người ta đi chậm hơn mình à. Người ta đi chậm đâu mệt đâu, mình phải đi gấp, mình đi nhanh á, nó mới mệt hơn chứ. Vậy hả? À. Vậy mình tính ra vậy thôi, đổi đi, đổi tài. Nhưng mà mình là không biết bắt cá. Hồi cá nhiều quá sao ginh về nổi cô? Dạ? Dạ? Còn cái ba lô nữa hả? Ừ. Nè, cầm cho em bác đi, bác ba lô em bác. Con cá gì đẹp chưa nè? Đâu? Ủa con cá gì đẹp chưa? Con cá này con cá đá nè. Cá bóng đá đó. Cá đó ngon đó anh hả? Phải không? Hả? Bây giờ ăn con cá rồi. Mình đi bằng hồi xưa treo đó treo núi treo núi luôn. Ờ, thì chú hỏi mình đi dưới suối vậy hả? Ừ. Đi treo núi cực hơn là đi suối á. Ừ. Thì giót mệt. Dạ. Ừ. Là mình đi khoảng mấy cái số là mình cất cái nhà chỗ đó. Ờ, đi nhiều chứ một ngày một đêm mới đi cất nhà. Một ngày một đêm vậy là khoảng 50 cái số á. Ừ. Phải không? Ở chỗ này nước sâu này nước nó trong vắt luôn. Ừ, cái chỗ đây. Nước chỗ này nó sâu cho nên nó trong xanh. Mấy anh còn đi chậm chậm hơn sao á. Mình với cô Hạnh đi dài dài vậy nè. Không đẹp gì đâu á. Đá không à? Cô ơi, hồi đó
ông bà cô cũng đi ở trong rừng y vậy luôn hả? Ừ. Đi hoài vậy nè hả? Hoài đi hoài là mấy trăm năm trước cũng đi rồi đó. Ừ. À. Vô hai anh vô. Bỏ cá vô. Vô rồi, cô nói là không bỏ vô hiện hồi nó dập cá. Đúng rồi đó. Vậy hả? Ôi hồi dập hết cá. Vậy hả? Ôi nó tươi trong luôn kìa. Chút cái mình nhúng nước nó ăn cái hả? Mình có cần nhúng nước nó nữa không? Có nhúng nước sôi. Thật mà. Chừng luôn. Gần nữa. Nhúng nước sôi rồi mới làm khô. Vậy chút có teo lên dàn bếp vô không? Ừ. Đây đây có chứ. Có hả? Ừ. Gắt bếp không hả? Có làm bếp đàng hoàng nha. Vậy hả? Mình chặt tre mình làm hả? Ừ, chặt tre làm, tới chỗ ngủ rồi mới làm. Dạ. Thấy bảy mấy cái hình rồi. Lỡ con cá xuống đấy. Cuối luôn á. Đá. Cẩn thận đá nha. Mấy anh em mình đang đứng ngay cái cua chỗ này thì mấy anh có cua tử thần á. Có cua tử thần á. Mình khúc này sâu lắm. Dạ. Mình đi tới đây thì nãy giờ nghỉ mệt, rồi mấy anh mới vừa lên tới. Mấy anh nói là bao lâu nữa tới cái chỗ mình cắm trại lại. À đi qua khúc cua này nữa là tới. Chắc khoảng nửa tiếng nữa. Cũng gần. Nửa tiếng nữa hả? Nửa tiếng nữa. Dạ hả? Đi bộ. Nửa tiếng đi bộ, còn nếu mình đi xe máy mấy tiếng bao lâu? Đi xe máy thì chắc chỗ nào chứ đây đi xe máy không được. Còn đi máy bay được hả? À? Máy bay ở đây dướng dây rồi bay không thôi. Giờ mình băng qua cái con suối gần đó đi nữa. Chỗ này có cá không anh Tèm? Có, nước sâu quá. Rồi cá to, nước sâu. Cá to nữa. Cá trình. Có cá trình hả? Em coi nãy giờ. Mình gần được nữa cá tươi rối luôn á. Sao con càng tôm hả? À. Em ăn càng tôm rồi. Thịt ngon đó. Ừ, thịt chắc. Anh ăn rồi. Tối mình đi soi càng tôm với soi ếch hả? Càng tôm soi ếch rồi mình soi được con gì mình soi. Nó dọc dọc bờ suối nè. Ví dụ bắt ếch là phải bắt ếch, nhưng thấy càng tôm không được bắt nha. Thì mình bắt tổng hợp mà. À. Gặp gì bắt đó. Có cái dê bên này. Đâu? Nãy giờ người gùi rồi người thì bắt cá. Rồi người quẩy. Thì giờ cũng tới chỗ rồi. Cái chỗ này là tối nay mình ngủ lại đây. Ở trước cửa, trước mặt tiền thì có một cái bờ suối. Xung quanh đây thì trước mặt là cái rừng, bên kia là cái rừng, bên đây là cái suối, nhưng mà dưới đây có bãi cát. Tối nay mình ngủ nằm đây được, chứ còn mấy cái chỗ nãy thì đá nó cứ gập gần á, không có để cái lưng xuống được. Nãy giờ mấy anh coi bắt cá thử coi được nhiều không nha. Nhiều quá chừng luôn con. Nhiều thiệt nhiều luôn á. Nửa gùi vậy coi. Tắm nữa anh hả? Tắm rồi tắm nữa hả? Cô ơi, chúc con cô lên kia tắm cô. Là lát lên kia có chỗ tắm tiên kìa. Có không? Có. Nhưng mà chỗ đó là tiên mới tắm, mình không tắm được. Ừ, con này con gì rồi? Con heo. Con đá đúng không? Con heo, cá heo. Cá heo. Ồ, con này nó khỏe lắm nè. Con này nó bơi ngược dòng nước nè. Con cá heo. Vậy hả? Ừ. Ồ, nhóc luôn đâu. Ừ. Cái này mình nước mà trên suối đổ xuống mà nó bơi ngược lên luôn. Vì nó leo lên rừng đó phải không? Cái này. Thì mình với cô đi lên tay này. Ủa, cái chén của ai để lại đây? Của ai cắm trại á. Cắm trại đây nè, rồi để lại đây luôn. Cái cây này đẹp quá.
mình với cô đi lên đây kiếm củi, cây nào bự thì lát nữa mấy anh vác xuống. Ở đây có mấy con đại bàng á, nãy giờ nó kêu chích 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 chích. Thôi, cái gừng gừng này gừng cây tre, hai cây trúc rồi con. Hai cây mạnh tạ, hai cây gì? Tầm dông. Tre hả? Ừ. Y như trong phim luôn hả? Mình thấy là y như trong phim luôn. Nguyên một cái rừng tre hống luôn. Ừ. Tre nè. Ok, kìa cô có cây cỡ. Đó, cây nằm đất cỡ. Này là cây tre mà. Ủa cây tre hả? Mình với cô Hạnh đi kiếm củi mà mấy cây đứt. Cái con gì vậy chết chết ra rồi. Con gì con? Con gì con? Con gì vậy chết? Giờ làm sao làm sao? Cô ơi, giờ làm sao? Con giờ làm sao con? Để con kêu anh Hà nha. Anh biết không? Con biết đó. Đâu? Em né cây ra. Trần nhanh chứ xuất. Tôi vui quá, tôi gặp trong cái... Cô Hạnh, mấy anh nói là cô Hạnh bị con bò cạp cắn chứ không phải con gít. Con bò cạp anh Hà ơi. Ở đây chỉ có con bò cạp với con gít không? Có hai con đó thôi. Cô thấy nó không cô? Không. Tạm cùng với nhau. Bây giờ em đi con xíu kia đi rồi 4-5 người mình khiêng cái cây. Cô lấy cái thai cô đắp miếng tỏi lên nè. Ừ. Cô ngồi cô nghỉ đi cô. Nghỉ hơn được không? Con cô nói là nó cắn một chỗ mà nó đau nhiều chỗ lắm, nhức hết hả cô? Mình hên có đem theo cây dầu một tiếng thôi là hết. Dạ, cái anh nói là bò cạp. Nếu con rếp cắn thì nó có cái răng chứ. Vậy hả? Con rếp cắn là có cái răng. Đây. Cần. Nó có nọc không? Hay có kim gì không anh? Nó nặng ghê không? Không, nó sao đâu. Mấy cái này đẹp lắm. Mà mưa nó ủi hết rồi. Bọ cạp cắn thì nó không sao. Nó không sao. Nhưng mà nó đau cái người mình thôi. Có người đau, có người không đau cũng có. Nhưng mà quá lắm thì nó sốt rét vậy thôi. Chứ còn hại thì nó không hại. Nó không có hại. Vậy hả? Ăn thịt luôn mà. Thì ý là quá lắm là... Có nghĩa là không như con rắn phải không? Không, con rắn là phải cứu liền á. Còn bò cạp thì... Mà chắc bò cạp không? Hả? Chắc bò cạp không? Thì đây chỉ có một bò cạp riêng rít thôi. Trong mấy cây mục này chỉ có hai con đó thôi. Trong mấy bò cạp trong này chỉ có bò cạp. Dạ. Bò cạp là nhiều nhất trong rừng đó. Dạ. Đêm này là... Cô Hạnh nói là ở đây thì bò cạp nhiều. Anh... Ôi. Anh Tiểm anh nói là ở đây bò cạp nhiều. Đụng vô cái cây nào trước khi mình đụng mình phải khỏ. Còn cô Hạnh nói là ở dưới mình thì không sao. Mỗi một cái rừng, mỗi một khu rừng có một cái khác nhau hơn cô. Không chưa cắn. Cô nãy nó cắn con cái cô đau dữ lắm đau hả? Đau bằng con ong chích bữa hả không? Có ông đỡ. Con ong còn đỡ hả? Con không bao đỡ. Dạ. Cái này chắc con bồ cạp nhỏ rồi. Chứ con bồ cạp lớn là e người rồi. Cô nhấc bằng tay. Tê luôn đó nè. Tê luôn bằng tay hả cô? Mấy anh đi vác mấy cây củi bự rồi. Để tại vì ngủ nguyên đêm ở đây cho nên là mình phải lấy nhiều củi. Đốt trước cái dưới cái lá chứ lá dễ cháy cái bao ni lông. Có chuối mà. Đây. Ừ đúng rồi. Đó. Không đốt chỗ này, đốt bằng này thì nó nhiễu xuống đâu. Cây nó nhiễu xuống cái cây, nó mới trái cái cây được chứ.
quá, kéo nó lên đây. Anh Tiểm anh nói có một đợt đó, ảnh bị con ong gừng cắn. Ong gừng ra làm sao anh Tiểm? Nó to thế này này. Là phải con ong lỗ không? Ong mà nó ong giống như u rừng u minh á, ong bự bự á. Một mà anh bị 8-9 con nó cắn một lượt luôn. Rồi giờ anh miễn dịch cái con này luôn rồi hả? Miễn dịch luôn. Là giờ nó có cắn anh cũng hết đau rồi. Em cũng không có đau. Dạ. Bình thường á. Dạ. Như con kiến vậy thôi. Thế hả? Kiến lửa. Hả? Không suy nghĩ. Hai ông kia lát ôm cây gỗ kìa, không để ý là nó chích nữa ông kia nó. Không rừng nguy hiểm quá ha. Nguy hiểm không? Nguy hiểm. Mà cái mấy cái con nhỏ nhỏ vậy thì còn đỡ, gặp mấy con bự bự mình không có tở tay được. Bắn thần kia thôi. Thần đó không á. Mấy âm quỳ mình đây, để cô Hạnh ngồi, cô Hạnh nghỉ ngơi một chút. Tại mình biết cô Hạnh đau lắm mà không dám lại gần hỏi, sợ cô Hạnh đau quá cô Hạnh quạo. Em mà em đau quá là em quạo quá. Sao trùng hợp quá. Hồi cái năm đó anh đi cùng ông chú kia cũng bị cắn luôn. Dạ. Yeah. Cắn ở đây hả anh Tiểm? Không, con gì ở trong nước nó cắn ạ. Con gì? Có trong nước có một loại dạng kiến mà nó cắn mà nó đau mà nó sưng lắm. Kiến ở trong nước hả? Ừ. Vậy hả? Ngộ hả? Ừ, nó có chứ. Nó cắn ổng 2-3 tiếng luôn mới hết đau lên hả? Mà đau cỡ cô Hạnh vậy không? Đau kiểu đó luôn. Vậy hả? Cái đó không phải kiến đâu. Gặp con trình điện ha. Nó giống như chích là một phát là e người luôn. Em không biết nhưng mà dạng thuộc dạng đó đó đó. Ừ. Đúng không? Con trình điện á. Ở dưới nước, dưới nước nó hay có con đó đó. Cái cưa rồi. Cái cưa không biết bỏ đâu rồi. Chắc của Hạnh mà. Vậy là đúng bò cạp cắn hả anh? Bò cạp đó. Vậy là nó ngứa trong người mình hả? Nó ngứa ở trong nách. Nó câm đi. À. Nó ngứa mà nó nhột nhột. Là bò cạp cắn. Của anh đừng hơi lửa. Của anh hơi lửa máu loãng ra đồng độc độc nó chạy nhanh hơn. Của anh có ngứa không? Nhất ở trong nách. Nhất có hả? Nhất lắm. Dạ. Nhất lắm chưa? Nhất lắm. Hồi đó em bị gích cắn, em biết cái cảm giác bị mấy cái con đó cắn anh, rồi. Anh cũng bị bò cạp cắn nhưng mà anh bị tới 2-3 ngày mới hết lận. À, người anh nó miễn dịch yếu lắm. Hồi nhỏ em bị gích cắn á. Em gên 2 ngày. Anh sợ trước, luôn. Anh trước bị bò cạp cắn rồi. Ê hết người 3-4 ngày. Ông cầu dưới bình thường là rếp cắn ông bữa khóc luôn rồi. Chắc cả ngọn mà khóc luôn á, đi rừng rồi. Trời ơi, nhất dữ lắm. Phải có cái gì vậy cho nó đựng nhất mình, nếu mình uống thuốc thì nó hết nhất không anh hả? Có, nếu mà bữa sau đi rút nghiệm mình đem kháng sinh theo. Vậy hả? Nó có cái kháng sinh trị rắn nọc độc rồi đó. Mình đi mình quên ha. À, quên mất cái đó. Toàn là đem 3 cái thuốc cảm, thuốc sốt nhưng mà không có đem cái đó. Hoặc là có Panadol cũng được. Có ai đem Panadol không? Không đem gì hết. Panadol nó cũng có giảm đau không? Hai bên cô Hạnh. Anh hả? Mở không cô Hạnh đi anh hả? Đau quá mở gì nói. Cái này chắc cô Hạnh phải hút 2 viên lúc luôn á. Mở cái này cho cô luôn. Nhúc nhích được không cô? Cô bỏ thuốc vô miệng trước đi. Rồi uống. À, vậy là nữa không? Ủa, chưa từng cái này đâu quá. À, vậy thì do là lúc đầu thì nó về đó. Chứ nếu mà cô bị cắn lần thứ hai thì nó đỡ hơn. Lúc đó cái gan nó tiết ra cái chất kháng rồi. Thì lần sau nó sẽ không còn đau dữ vậy. Nó không có mệt người. Còn bây giờ là vậy đây là cũng là thuốc luôn hả? À, cái này là bây giờ nó ê hết nửa người nè. Tới cái chân luôn. Nó ê hết rồi nè. Nửa người chưa? Đó.
tới đó là hết rồi đó. Cái chập nữa cái là khoảng tiếng nữa là thấy ngứa cái đầu, ngứa cái nách là cái độc nó chạy đó. Làm sao anh biết? Bị chưa? Bữa hổm anh bị ông cắn anh biết hay gì? Cần gì ông cắn rồi chứ, anh đi rừng anh cũng hay bị, nhưng mà bò cạp thôi chứ còn rít thì chưa bị. Này bò cạp mà. Ừ, cho nên anh mới biết cái cảm giác nó như thế đó. Ừ, hả? Anh cũng bị rồi hả? Ờ. Mà nhất dữ không? Dữ, nhưng anh tới 3 ngày mới hết rồi, em biết cô Hạnh thì mấy ngày. Anh này 3 ngày mới hết luôn á. Dữ vậy hả? Ờ. Nó ê lắm, nó tê liệt hết tay chân nhất nhất nhất. Vì sao anh về nổi? Hả? Sao anh về nổi? Chị nằm đó, về thì phải về thôi chứ không làm gì được trơn á. Tha đồ là nằm thừa thẳng rồi. Dạ. Cô Hạnh lấy đồ để đi thay. Để con lấy đồ cho cô. Anh hả? Ủa quên anh hả?